Nếu các bạn có dịp mà ra Đà Nẵng á, các bạn đến đây thưởng thức món quán Đại Lộc 97. Rồi, xin chào anh Duy Đình. Hôm nay trong lúc đưa Bình Thuận đến đây thưởng thức món thịt nhiều cũng bánh tráng. Món đây là trong những cái món mà Bình Thuận yêu thích từ xưa đến giờ các bạn. Wow, nước chấm ngon quá. Chú xa quê hương Đại Lộc mà tính là lâu quá rồi hả? Lâu, chú xa quê hương Đại Lộc phải trên 40 năm. Mấy chục năm xa quê mà đi về Đại Lộc có thấy nó khác gì nhiều không chú? Không có gì khác không cả. Quê hương Đại Lộc là gì? Đại Lộc thì nó không giống như mấy cái thành phố lớn được, phát triển chậm. Hôm nay Đà Nẵng mình còn thấy hơi bị nóng á, lấy nóng rồi. Bánh tráng này cũng của Đại Lộc luôn, Đại Lộc mà nổi tiếng món bánh tráng. Nên mỗi lần mình còn về quê là mình thường mua bánh tráng đem về. Thì mấy người làm ở quán đây cũng vậy, cũng từ Đại Lộc ra luôn. Đúng rồi, Đại Lộc ra hết, chuyển từ Đại Lộc ra hết. Chính gốc Đại Lộc luôn. Mấy quán này nghệ sĩ cũng hay tới đây ăn uống nhiều hả con? Cái bà Lan chú sắp tới là sao? Lan chú sắp tới bây giờ xong xuôi, ăn với con xong xuôi rồi bắt đầu là chú là máy bay về lại Sài Gòn. Rồi về lại Sài Gòn xong xuôi Bình Huỳnh ghé thăm cháu cháu gái mới vừa sanh nữa, cháu ngăn nữa các bạn. Cho nên Bình Huỳnh cũng non chú về chuyến này cũng may mắn là bảo sanh chú là thấy được đứa cháu ngoại. Chú mà ở lại được qua đại tháng của nó thì ngon quá, chắc là tốt quá. Chắc không được. Không được, phải để thu xếp coi sao coi. Con coi chú xếp sau bữa nay tới ngày về chú về đó con có thể bay vô chơi thêm bữa hai bữa này. Dạ được, dạ được chú, dạ chú xếp. Em trai tuyệt vời quá, em trai. Em trai ơi, em trai. Con thường hay ghé quán này, quán này cũng mà. Dạ tỉnh thoảng chút, tỉnh thoảng con cũng mai mà ghé. Mai là có công chuyện đi về quê mấy ngày nay cả nhà, nên là không có tiếp chú được. Quê gốc Mai ở ngoài Túc ở Bình Định, cả nhà thấy Bình Định hồi xưa về lên thăm gia đình cháu đó. Cho nên có việc lên đó cho nên Mai về mấy ngày. Mấy ngày thì Bình Thuận ra Đà Nẵng các bạn ơi, trời ơi cháu quốc như là khó có bằng việc làm.
không bị bỏ công việc làm đi chú. Cả năm trời chú mới về đấy mà cả nhà. Thì tụi con này cũng thu xếp công ăn việc làm cho nó có thời gian này đi với chú. Bây giờ bắt đầu chú thử cái món cá cá nục ăn được. Ra đây quá nhiều sự lựa chọn cả nhà, đủ món hết, nhất là về quê mình đó. Đây mình vừa thử là mì quảng nè, rồi hến súp bát tráng nè, và những cái món mà từ xưa đến giờ đó, ở quê đó các bạn, mình là mỗi lần ra Đà Nẵng xong xuôi là mình tranh thủ ăn hết lại những cái món mà ngày xưa mà Bình Huỳnh thích đó các bạn. Mấy món này bên Mỹ có ngon bằng ở đây không chú? Cũng nói chung cá nục thì tùy theo mình cái mình chắc nêm nếm thôi. Nhưng mà theo cái nêm nếm của ở quê mình vậy đó, mình cũng quen cái Tết là mình về mình ăn đậm đà. Cá nục tươi ghê ha. Chú thử đi. Wow các bạn, cá tươi. Rồi thử coi. Ngon quá. Rồi cảm ơn em trai. Em anh hỏi chú được không? Dạ được. Em đứng đây đi. Quán mình là của người Đại Lộc luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em là cũng người Đại Lộc luôn. Dạ em Đại Lộc luôn. Mấy nhân viên trong quán là đều Đại Lộc. Dạ từ hết Đại Lộc. À Đại Lộc hết luôn hả? Dạ đúng rồi, Đại Lộc qua hết. Đại Lộc em ở xã nào? Dạ Đại Lộc là em ở xã Đại Chánh. Anh ở Đài Quang. Anh ở Đài Quang, dạ. Chủ em ở Đài Quang luôn. Ôi thế hả, chủ ở Đài Quang luôn? Dạ. Chủ không em ở Đài Quang. Em cũng biết lâu nay nhưng mà chủ em ở Đài Quang. Anh có ở đây không? Dạ có ạ. Quán mình thì hiện tại được mấy chi nhánh em? Dạ quán mình là hiện tại là 3 chi nhánh. 3 chi nhánh? Dạ. Chi nhánh 148 và 148 đó là 97 và mình nó khoáng. À bây giờ khoáng được. Dạ. Em mời chủ em cho chú gặp chú được không? Dạ được. Được rồi, cảm ơn em. Chào em. Dạ. Em bước ngồi ngồi cho anh hỏi thăm. Dạ. Sao anh? Dạ không, em ở Đại Hồng. Không ở Đại Hồng hả? Dạ, Đại Hồng. Đại Hồng thì thì trên anh một xã đó. Anh Đại Quang là phải Đại Hồng. Anh ở Đại Quang hả? Anh ở Đại Quang. Dạ. Em ra đây mở lâu chưa? Mở được bữa nay là được 12 năm. 12 năm hả? Dạ. Món đây 12 năm rồi, quán 148. Quán 148 là mình mới mở rộng qua đây. Được một vài tháng thôi. Còn Huỳnh Thúc Kháng? Huỳnh Kháng thì cũng lâu, cũng được 9-10 năm rồi. 9-10 năm. Dạ. Ở đây mình khuyên bán cho cái món mà của Đại Lộc mình là được thêm món tráng, mình có đục hấp, rồi có ăn thêm gì nữa không ạ? Thì có thêm bún mì, mì quảng đấy, mì quảng bún mắm. Mì quảng rồi. Dạ. Này cũng mới bán theo cái bánh đó thịt heo, nhưng heo giòn da nữa. Dạ. Heo da thì cũng ngon lắm. Anh thì ở bên Mỹ anh về. Dạ. Về đây còn ngày xưa giờ là quê hương Đại Lộc. Dạ. Cho nên mỗi lần về đó thì anh đi là những cái món ăn mà quê hương của mình đó. Mình thịt heo cuốn bánh tráng rồi cá nục hấp rồi những cái món đó là nó mang tới anh từ khi mà sinh ra tới giờ rồi. Đó, cho nên cháu Quốc có thể ở đây là ở đây. Thì hôm qua cháu Quốc nói là sẽ ngày mai sẽ chở chú đi ăn món thịt heo cuốn bánh tráng của chính người Đại Lộc mình luôn. Cho nên anh cũng cố gắng dành thời gian chạy tới đây để thưởng thức cái món này. Dạ.
Và để cũng quảng bá giúp cho em là coi như là đây là quê tôi mà, phải không? Dạ, đó, nên mà mọi người mà có đi du lịch về đây đó thì cô chú chị như các bạn đến cái quán này rất là giá cả rất là hợp lý cả nhà, nhưng mà rau cải rất là tươi, cái nước chấm này ngon, chấm rất ngon, nước chấm ngon, anh thích cái nước chấm, anh hỏi hơn nhau rồi tụi mình cái nước chấm này đây. Anh hỏi em chút, nước chấm là một, thứ hai là thịt heo này, dạ. Thì có cái bí quyết gì mà cho thịt heo nó ngon vậy không? Thịt heo thật ra thì mình lấy thịt heo ở quê nên họ nuôi bằng rau, cái thức ăn tự nhiên ấy, nên thịt heo có cái vị ngọt, vị thơm riêng. Chứ còn thịt ở đây thì cái mì cái vị nó sẽ không có vị thơm của thịt heo. Tức là thịt heo là mình lấy ở heo quê, heo quê ở Đại Lộc luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bánh tráng ở Đại Lộc mình nổi tiếng bánh tráng nè. Dạ đúng rồi. Bánh tráng này em có lấy Đại Lộc mình luôn hay là anh lấy ngoài này? Bánh tráng thì chỉ có Đại Lộc với ngoài này, muốn mua cũng không có. Dạ. Phải ở Đại Lộc. Lâu lâu mấy nghệ sĩ Quảng Nam mình đã có ghé về để ăn không em? Dạ cũng có, thỉnh thoảng có. Hồ Linh cũng hay ghé nhưng mà ảnh lại không cho kêu hình lên được. Hồ Linh Trường Giang, biết ngoài Hồ Linh Trường Giang. Dạ, Trường Giang thì về chụp hình bình thường, đi kêu như hình bình thường. Mấy lần anh ghé anh thấy mấy ảnh mà. Dạ. Mà anh Hồ Linh thì không. Anh hay với đi cứ lẹ. Chỉ có chụp hình lưu lưu thôi chứ còn không kêu đúng đâu. Dạ. Có mì quảng cũng ngon. Mì quảng còn ngon. Thời gian thì anh cứ thưởng thức mì quảng. Anh sẽ ghé từng anh ăn ra từng món từng món. Rồi cái món mấy cái món như là bánh tráng cá đục nè, rồi cái mì quảng gà nè, là mì quảng gà nó có heo tôm gì mà? Dạ không, ở đây có món mì gà đó. Mì gà. Dạ. Mì gà Đại Lộc cũng ngon lắm, đặc sản đó. Ngon quá. Dạ. Thì có thời gian thì mời anh cứ ghé thưởng thức thêm mấy món còn ăn cũng quá. Dạ. Thì bữa nay thì ở Đà Nẵng cũng nhiều quán bánh tráng thịt heo lắm. Bánh tráng thịt heo Đại Lộc thì cứ tên món ăn chung nên ai cũng biết bánh tráng. Khi nãy anh có tới cái quán kia cũng là Đại Lộc, khi cũng đi chơi Đại Lộc. Cũng ngon đó. Bánh tráng thịt heo Đại Lộc là cái tên món ăn của địa phương mình, địa phương không có bản quyền. Không có đồng bản quyền. Không bản quyền. Nhưng mà cái quán Đại Lộc là của em là có bản quyền. Là cái tên quán Đại Lộc là tên quán đại, đại Lộc là có bản quyền. Mà bánh tráng thịt heo Đại Lộc là tên món ăn chung. Quán Đại Lộc là mình đăng ký bản quyền rồi. Dạ đúng rồi. Mà sao hồi đó cũng hay, nó từ tốt cái ngoài Đại Lộc, Đại Hồng. Mà suy nghĩ sao mà mang cái ẩm thực của Đại Lộc mà ra tới thành phố Đà Nẵng để cho mọi người ở ngoài này. Dạ, thì cái cơ duyên nào đưa em ra đây? Thì cũng xuất thân từ lúc hai vợ chồng đi làm ngoài này thì em thì em làm cái xây dựng. Vợ thì không có việc làm, chưa có việc làm. Nhưng mà cái... mình phải kiếm thêm nguồn thu nhập cho một mình dùng trải gia đình vợ con thì kinh tế nó không ổn lắm. Thì ra kiếm cái quán để kinh doanh. Thì thấy được không làm em bây giờ mấy chị nhánh rồi? Dạ bây giờ là cái mình ở đây với lại bên Hình Thục Kháng thôi. Ở đây thì 97 và 148 thì mình mở rộng ra. Còn với lại bên 124 Hình Thục Kháng nữa. Ôi vậy hả? 124 Hình Thục Kháng là thực ra tôi cũng bé em. Bé em vợ nó bán. Em có hay về quê không? Dạ có chứ. Mình tí nó bán xong rồi chạy về quê đi. Mà chất lượng là như nhỏ đúng không? Dạ. Hai quán như nhỏ đúng không? Đây về quê cũng gần mà, đi có mấy chục cây số phải không? Dạ đúng rồi. Và đường xá cũng ngon chứ không phải như ngày xưa nữa. Dạ đường mới đi chạy hơn tiếng chứ mấy. Em mà về quê là phải đi ngang qua nhà anh đó, là phải đi qua khỏi Đại Quan. Dạ. Phải không? Mới tới Đại Hồng. Dạ đúng rồi, Đại Quan lên Đại Đồng là tới Đại Hồng. Dạ ơi. Đại Hồng, em là ở Đại Hồng hả? Dạ em ở Đại Hồng, vợ là người Đại Đồng. Vợ người Đại Đồng. Dạ. Em được mấy cháu rồi? Dạ. Bốn cháu. Bốn hả? Bốn thằng trai hả? Bốn thằng trai hết. Ồ, bốn thằng trai là mình giàu luôn cái gì nữa? Dạ. Tứ quý mà. Chưa thấy giàu đây. Dạ. Bảo đảm giàu. Dạ. Tôi khách hàng yêu thương thì
không. Quan trọng nhất là làm sao mình làm cho tốt, đúng rồi, phục vụ khách hàng là tốt, rau là cũng thấy là ngon, là nước chấm ngon, thịt heo ngon, cá nục em hấp quá ngon luôn. Thì làm sao mà không có khách được, cái gì cũng ngon chứ, giá cả quá hợp lý, giá cả là bình dân hợp lý. Ở đây thấy chưa? Ở đây mình không thể cạnh tranh mấy quán lớn được, mà đây mình đánh khách chính của mình là khách văn phòng. Bây giờ anh đi giờ trưa mà tầm 12 giờ là cũng không có chỗ ngồi, ngồi không có chỗ ngồi. Vì khách văn phòng người ta tan sở ra, người ta đi trưa người ta đã ăn gì 12, 11 rưỡi là mới tan sở, dắt xe ra tới đây tầm 12 giờ hơn là gần như là full cái kiến ấy. Mà anh bán những cái món này là quá hợp lý. Những cái món mà như là một tuần khoảng 2-3 lần không sao hết, thấy không? Như thịt heo của bánh tráng một tuần ăn 2 lần không sao, cá nục khắp của bánh tráng ăn cũng ngày. Có khách ăn liên tục và đã cũng phải nửa tháng, ngày nào cũng tới. Đúng rồi, tới ngày nào anh mà gặp anh ở đây là anh rủ quốc là coi như là tuần anh là, thấy anh đang làm nửa tháng, bắt đầu anh nghĩ là thời gian tức là qua lại ăn lại mà ăn lại lần anh ăn lần nửa tháng vậy. Giờ ăn bây giờ đã mới thôi. Bắt đầu mới đi món khác. Đúng rồi. Cảm ơn em bỏ thời gian ngồi để anh em hỏi thăm. Dạ, anh đó thì bên Mỹ là lâu anh về trung bình năm anh về 1 lần, có nhiều lúc cũng về 2 lần. Mà về đây làm gì làm ra là được về thăm quê, thăm quê. Cháu anh thì ở thành phố này từ xưa đến giờ đẻ ở đây, anh đẻ ở đây. Cháu anh có khách sạn ở đây nè, ở Cẩm Đa với Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng đi làm cái nghề kinh doanh khách sạn ngay góc luôn nè, ngay góc luôn nè, Talisa sạn nó cũng có cho mấy vị thuê mặt bằng ở tầng 2 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, em đang có bạn thuê đó hả? Yeah. Ủa em có thuê đó là không, bạn thuê văn phòng. Em nói cùng với lấy rồi. Chào em. Dạ. Cảm ơn anh sẽ ghé lại về Hồ Xuân vui vẻ. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ bắt đầu chú cháu mình phải ăn xong ra, bắt đầu cái là chờ Quốc đưa Bình Huỳnh ra sân bay các bạn, thấy không? Dạ. Ra sân bay bắt đầu cái này tối nay Bình Huỳnh tiếp tục bay chuyến bay đêm. Rồi mình sẽ lên xe, là chú cháu mình sẽ tâm sự ở trên xe. Dạ. Với mọi người, thấy không? Thấy chưa con? Cảnh về đêm Đà Nẵng sao chú? Quá đẹp. Quá đẹp ha? Dạ. Đây là cái khách sạn Melia Vinpearl đấy cả nhà. Đấy. Ở đây là khách sạn cũng 5 sao luôn, khách sạn Wing. Ở bên kia là Mường Thanh chú kìa, bên kia là Mường Thanh đó. Đây. Đứng đây là hai cái cầu, cái cầu kia là cái cầu cầu Rồng. Cầu Rồng đó các nhà. Đó. Đây là cái cầu này, cái cầu gì coi nhỉ? Dạ, cầu này cầu Sông Hàn. Đó, cái cầu Sông Hàn đó nha. Yên bình quá chú ha. Yên bình. Dạ. Khu này là coi như là người ta đi ra đây là tập thể dục, phải không? Tản bộ ở đây. Ấy cái tàu đó là đi ra ngoài cảng Tiên Sa đó chú. Cái tàu đi ra cảng hả? Dạ, cảng Tiên Sa đó, đi ra đi tham quan á, khách du lịch đi á. Dạ, khách du lịch đi đó. Dạ. Trên đó cũng có ẩm thực rồi hát hò rồi này kia các thứ. Giao lưu văn nghệ nó vui lắm. Anh như chú chưa đi lần nào đúng không? Chưa. Thôi để bữa sau có dịp á, chú cháu mình phải đi trải nghiệm một lần. Tại vì con là dân ở đây cho nên là nhiều lúc đi mấy cái tàu nó thắng thường quá. Nhưng mà đối với là khách là xa đấy là trải nghiệm đi trên bờ sông Hàn nó cũng hay lắm. Dạ vui. Thì có cái gì đó chứ còn không nó cứ ăn uống không thì nó cũng nhạt nhẽo. Con thì ở đây thì ngày nào cũng thấy hình ảnh này thì cũng quen đấy rồi phải không? Dạ. Thì đấy cũng không có gì mà đặc biệt hả? Con đường này cũng đi hàng ngày chú. Hàng ngày hả? Dạ. Văn phòng cũng gần đâu đây không? Dạ đây thì Đống Đa đây thì con từ nhà con ở trên kia thì cũng hay đi đường này đấy. Xuống vô văn phòng Đống Đa. Dạ.
Nhưng mà đối với chú thì lâu lâu chú về chú là thấy đẹp quá. Dạ. Về đêm là hình như là có một cái bài báo nó bầu chọn là cái con đường Bạch Đằng này là một trong những con đường đẹp nhất của châu Á. Của châu Á hay là Đông Nam Á gì đó không nhớ mà. Trợ lý giọng nói Kitty đã sẵn sàng. Như con đường này một chiều hả nè? Dạ một chiều chứ. Đường này quá đẹp. Dạ. Nhất là chú là quay những cái cảnh này đó, mà anh đem ở bên nước ngoài đó, quê hương Đà Nẵng á, nhớ lắm, nhớ quê lắm. Dạ. Nhiều người nghe thấy tội quá chú ha. Ừ, mấy 20 năm rồi chưa về quê. Đúng rồi. Dạ. Mỗi lần đi về cũng khó khăn lắm. Dạ. Kinh tế thì chú không nói, nhưng mà cái công việc á, công việc này những anh em làm hãng xưởng á, dạ, làm công ty á, mình phải một năm mới được nghỉ một vài tuần lễ vậy đó. Dạ. Mới có thời gian, có điều kiện mới về thăm quê được. À, hai chú cháu Bình Huỳnh đang đi xem lại cái khu đất mà chú Quốc với chú Năm định đầu tư nhà hàng. Hai chú cháu đang đứng ở trên con đường 2 tháng 9 này cả nhà. Đây là đường 2 tháng 9 này. Đây. Đây là chỗ tượng đài liệt sĩ. Đây. Đây tượng đài liệt sĩ đây, còn cái khu đất thì nó nằm ở phía bên kia. Tức là nó sát cái nhà hàng N và M đấy chú. Đây chú thấy không? Đây nhà hàng NM đây. Đây sát nhà hàng NM. Thì khu này nó được một cái á, là xe bãi đậu xe. Rất là tuyệt vời, bãi đậu xe mà. Có thể đậu được cả mấy chục chiếc xe. Xe đoàn. Đấy, cho nên là cái vị trí này là Quốc với chú Năm là nhắm là có thể là sẽ làm về ẩm thực mà cho khách đoàn. Đấy, ẩm thực cho khách đoàn. Đấy, khách du lịch. Vâng. Du lịch người ta đi tour đoàn á, dù trên đường Hồng An về hay là trên đường đến Đà Nẵng chưa check in khách sạn thì người ta dùng bữa tối những cái món mà đặc sản của Đà Nẵng. Và Quốc rất là tự tin bởi vì với tay nghề của chú Năm và thím Năm thì nhà hàng sẽ được khách đón nhận. Các cô chú từ phương xa về ủng hộ phải không? Dạ, đây chú, tức là lát nữa mình sẽ đến khu đất thì đường mặt đường 2 tháng 9 này thì nó rất là rộng rãi rồi, còn khu đất này thì nó tới ba mặt tiền được. Mình đi lại đó thử coi. Dạ mình lát đi lại. Dạ.